Xin chào các bạn, mình là Gấu đây và rất vui được gặp lại các bạn ở trên kênh Gấu To. Các bạn có thấy cái gì trên bàn của mình không? Các bạn nghĩ đây ăn được hay không? Nó cảm giác như là nó giống như là những cái đồ bằng nhựa vậy đó. Và đây chính là món bánh đậu xanh trái cây, bánh đậu xanh trái cây. Bánh này thì nó cũng đã rất là lâu đời rồi, nhiều người cũng đã review về nó rồi. Thứ nhất, mình ăn cái loại bánh này là khi mà mình đi Thái Lan á thì mình được ăn loại bánh này. Thì hôm nay Gấu có mua thử một phần bánh đậu xanh trái cây này về và ăn thử coi thì ở Việt Nam nó có khác gì ở bên Thái Lan hay không, và liệu ở đây nó có ngon hơn hay không nha. Với bánh đậu xanh á, đây là một món bánh rất là lâu đời của Việt Nam, nó có từ thế kỷ thứ 16 lận. Cái bánh này á, mình thường thấy nó ở các dịp lễ hội hoặc là các dịp Tết cũng có và Trung Thu cũng có. Nói chung là thấy tất cả dịp lễ hội luôn ở Việt Nam đều có cái bánh này. Mặc dù là đã ăn ở Thái Lan rồi nhưng mà bây giờ vẫn bồi hồi và kiểu như là muốn ăn hết cái đống này. Ok, thì để làm được bánh đậu xanh này thì người nghệ nhân đã phải dùng bột đậu xanh vừa chín tán nhuyễn ra, sau đó họ trộn với đường. Tiếp đến rau câu. Đây nè, các bạn thấy cái phần vỏ bên ngoài không? Đó chính là rau câu. Thì họ dùng rau câu để họ nặn lên những cái hình dáng của những cái chiếc bánh đậu xanh trái cây thế này. Cái phần màu của những chiếc bánh đậu xanh này á thì nó là màu thực phẩm, hoặc là có nhiều chỗ thì họ sẽ dùng màu như là màu lá dứa, màu cà rốt, màu cà chua. Cái bánh này á, nó là một dạng bánh cổ truyền, bánh xưa là xưa của Việt Nam rồi, nên vào cái thời mà hồi xưa đó, người ta không thể nào mà người ta dùng hóa chất hay là bất cứ thứ gì mà liên quan đến độc hại mà có thể làm được cái bánh này. Không nói nhiều nữa rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn hết hộp bánh đậu xanh này. Giá của một cái hộp bánh này nãy Gấu mua là khoảng 120 ngàn. Và sẽ ăn trái chuối, đây là trái chuối của Gấu. Chưa nói được gì hết, chúng ta phải ăn nhiều nhiều nữa mới ăn. Đúng rồi, cái đĩa này á nó chỉ cần thiết với những cái trái, nó không có cái cộng thôi. Như là nó thấy ở đây là trái bơ nè, trái này là trái gì, trái đào nè, cái là củ tỏi, nhiều trái lắm. Còn những trái như cà rốt, mình sẽ thử ăn cái cà rốt nè, nó có cái cọng này luôn nè các bạn đó, có thêm cái cọng này nữa. Là sẽ bước ra, nó là gao gì vậy ta? Cái hương vị này là giống như cái hương vị mà hồi nhỏ mà bà mình hay cho mình ăn á. Thật sự là cái bánh này đó, nó không quá đặc biệt, bởi vì đó, nó chỉ được cái là cái hình thức bên ngoài nó đẹp thôi. Cái phần nhân bên trong thì chúng ta chỉ cần làm vừa ăn, ngọt đủ và không bị ngán là ok rồi. Còn phần vỏ bên ngoài thì tùy các chỗ làm đó, họ cân đo đong đếm cái phần rau câu như thế nào đó, để có thể áo lại được bên ngoài và làm cho nó không có bị đắng, không bị hăng mùi rau câu. Thì Gấu đánh giá cái chỗ này Gấu mua thì khá là ngon, bởi vì là cái nhân đậu xanh bên trong á ăn không có bị quá ngọt, và cái phần vỏ bên ngoài á ăn nó vừa hơi giòn giòn, tức là nó không quá mỏng nha, nó ăn rất là giòn và nó không bị kiểu cái mùi hăng của rau câu á, ăn sướng lắm. Mình mới ăn một trái gì đó mà trong nó có một cái trái nho khô ăn chua chua ngon lắm. Cái này trái gì ta? Trái gì? Cái này trái gì? Như gan. Nó có nho khô trong đó, ngon quá. Đây là phần đậu xanh bên trong nè, bạn thấy không? Đó, nó thì có một lớp rau câu bọc ở phía bên ngoài, và lớp rau câu này á nó đủ dày để có thể áo được toàn bộ cái lớp nhân đậu xanh bên trong.
có nhiều chỗ á, và đó gấu ăn bên Thái Lan á là bị nhất á, là bị cái phần nhân đậu xanh này ăn rất là ngọt, ăn cực kỳ ngán luôn, và cái rau câu ở bên ngoài kiểu không biết nó làm bằng cái gì nữa mà ăn vô nó hơi bị đắng đắng. Nên là đúng không? Mua một hộp cũng khoảng 200 ngàn á, mà ăn được chút xíu là bỏ. Ơ, trái này trái khóm nè. Ngon quá. Thật sự mà nói luôn á, là ở tuổi của mình, là ở tuổi khoảng 9X á, cũng ít ai mà biết cái loại bánh này luôn, thật sự luôn nha. Mà tầm khoảng tuổi ba mẹ của tụi mình á, là khoảng 6X, 7X nữa, là ai cũng biết về cái loại bánh này và họ đã từng ăn rồi, hết luôn rồi. Và Gấu thấy là những cái loại bánh cổ truyền này thì dường như là nó đã bị lãng quên, nó bị kiểu mà bị chìm trong một biển bánh Hàn Quốc, rồi Trung Quốc, rồi đủ thứ trên thế giới rồi ha. Thì cái bánh đậu xanh này chúng ta nên bảo toàn đi cái văn hóa đẹp của người Việt Nam khi mà làm ra những bánh đậu xanh đẹp đẽ thế này nè. Ăn cũng ngon. Các bạn có thể ăn cái bánh đậu xanh này nè chung với trà, nói là ăn chung với trà rất là ngon luôn. Trà nó có tính là nó sẽ giúp cho mình là cảm thấy cái lưỡi mình nó nhẹ đi khi mình ăn những cái đồ quá ngọt hoặc ăn những cái đồ mà bị ngán. Trà nó sẽ làm tẩy cái lưỡi mình đi, và thứ hai nữa là cái hương vị của trà nó sẽ giúp mình là ăn cái bánh này không bị ngán mà càng thơm ngon hơn, với nếu mà các bạn lựa chọn được một cái loại trà mà nó đỉnh. Mày con rùa hả? Con rùa này, con gì này, chế gì sầu riêng hả? Nhìn nó giống con rùa các bạn. Cái sầu riêng hồi nãy á, hồi mình đi Thái Lan á, có cái hay là ở bên Thái Lan là họ làm mấy cái gai sầu riêng luôn, nhìn rất là thích mắt, ngồi công phu dít từng cái. Trái này trái gì mà cục này, khổ qua đúng là khổ qua. Cần một ly nước. Trái này đây là trái cà đúng không? Đây là trái cà đúng không? Đây là trái cà này. Gấu nghĩ là chúng ta ăn nhín á, ăn kiểu mà từ từ á. Nó sẽ ngon hơn nhiều á, còn gấu các bạn có bị ngán nên là các bạn hãy ăn từ từ cái món này. Và dịp nào thì chúng ta có thể ăn những món như vậy, không cần phải lễ Tết đâu, bởi vì những món như vậy á đã được bán cũng khá là nhiều ở Sài Gòn. Kiểu như là chúng ta có thể là vừa nói chuyện với nhau, vừa cùng ngồi chung một bàn cờ, ngồi chung một cái mâm, có uống trà này nọ, chúng ta có thể đem những cái bánh dễ thương này ra và chúng ta cùng ăn, cùng uống trà và nói chuyện. Cái này là đúng nghĩa luôn, là ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh. Với mình nha thì mình thích là cứ mỗi loại trái á thì người ta sẽ làm cho cái hương vị của nó đúng như cái loại trái đó. Ví dụ như là mình ăn trái dâu thì nó có mùi dâu, mình ăn trái khóm nó có mùi khóm. Thì nó nghĩ nó sẽ ngon hơn, không biết có chỗ nào làm được điều đó không. Nếu mà các bạn biết có chỗ nào như vậy thì hãy comment cho Gấu biết để Gấu có thể tới mua và ăn review với các bạn nhớ nha. Trái măng cụt. Wow. Thấy không? Đây là trái măng cụt. Cái măng cụt nè, thì người ta sẽ giống như là nửa trái măng cụt cắt ra đó, còn cái phần muối mà cái muối măng cụt bên trong á thì họ xẻ ra những miếng đậu. Đó, mình thấy không? Đó. Đây là đậu. Nó là trái quýt. Củ cải. Này, tiếng nói tuyệt chiêu cuối của Gấu. Gấu thường hay làm đó chính là
Cái chỗ này bán ngon nè, nó vừa ăn không quá ngán, nhưng mà chúng ta khi chúng ta ăn nhiều cái này quá thì nó sẽ bị cực kỳ ngán luôn. Điều đó rút ra được cho Gấu một kinh nghiệm là với những cái loại bánh mà có đậu xanh á, chúng ta nên ăn kèm với trà, và nhất là ăn một lần chút rồi để làm chi, để chúng ta không bị ngán và để chúng ta cảm nhận được cái mùi vị của bánh. Bởi vì nếu mà cái mùi vị của một loại đồ ăn mà nó quá ngọt, quá mặn, quá cay, quá chua hay là bất kỳ cái loại quá gì đó thì chúng ta sẽ không cảm nhận hết được những cái gì mà cái người đầu bếp hoặc là cái người làm ra nó đưa vào cái món đồ ăn này, chúng ta không cảm nhận được gì hết. Và clip cũng đã hết rồi, rất vui khi các bạn đã xem clip. Nếu thấy clip hay, hãy like, share và subscribe cho Gấu To, và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Bye bye. Đi ba trà uống.